Thị Sáu, năm nay cô 71 tuổi, cô đang ở Hà Đông, Hà Nội và cô là giáo viên đã về hưu. Dạ, cô bị tiểu đường lâu chưa ạ? Cô bị tiểu đường cách đây 10 năm rồi, gia đình nhà cô có 5 anh em, nhưng mà có 4 người bị bệnh tiểu đường, chỉ có một em gái duy nhất hiện đang sống ở miền Nam là chưa bị bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, em gái của cô rất lo lắng bởi vì nguy cơ bệnh tiểu đường đối với em gái của cô là rất cao. Dạ, cô biết đến KPH83 là nhờ đâu ạ? Cô biết đến KPH83 là nhờ một lần bạn của cô mách cho cô là hãy về tìm KPH83 để dùng đi. Và cô đã uống rất nhiều loại thuốc từ Tây y, Đông y đến thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, từ ngày cô dùng KPH83 được hơn một năm nay đều đặn thì cô thấy sức khỏe của cô được tăng lên rất nhiều, rồi bệnh tiểu đường của cô được cải thiện rất nhiều. Chỉ số của cô trước kia chưa dùng KPH83 là 10 phẩy, nhưng đến nay chỉ còn có 6,3. Và do đó mà cô rất phấn khởi và rất yên tâm sử dụng KPH83. Và khi cô sử dụng KPH83 này thì cô thấy KPH83 đã giúp cô không bị biến chứng về bệnh tiểu đường. Do đó mà cô rất yên tâm sử dụng KPH83 và cô rất tin tưởng sử dụng KPH83. Và ở Hà Đông của cô có một nhóm gọi là những người già bị bệnh tiểu đường như cô, đã cô đã tham gia nhóm này. Và khi mà cô họp nhóm thì cô đã chia sẻ KPH83 với rất nhiều người, và sau đó thì mọi người của cô, rất nhiều người đã sử dụng KPH83. Sau một thời gian dài độ 2-3 tháng thì họ đã bắt tay cô khi gặp cô, và họ đã cảm ơn cô vì cô đã chia sẻ cho họ dùng KPH83 rất hiệu quả. Vì vậy cho nên là ngày càng tin tưởng, ngày càng phấn khởi để sử dụng KPH83, và cô sẽ sử dụng KPH83 này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. KPH83, món quà sức khỏe cho người tiểu đường. Đối tượng sử dụng hiệu quả: người bị tiểu đường, người bị rối loạn dung nạp đường huyết, người béo phì có nguy cơ bị tiểu đường. KPH83 được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thực phẩm Japan Best Food, đơn vị uy tín hàng đầu khu vực.